Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với chương trình Tiêu dùng 24/7 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Kính thưa quý vị, theo thống kê, hiện nay ở nước ta có tới 90% phụ nữ mắc các bệnh về viêm nhiễm phụ khoa hay là nấm âm đạo. Và đây cũng chính là một trong những nguyên nhân gây ra các căn bệnh như là vô sinh, hiếm muộn hay là ung thư cổ tử cung. Thực tế thấy rằng là có nhiều chị em phụ nữ thường chủ quan với các biểu hiện của viêm phụ khoa cho đến khi bệnh nặng hơn với các biến chứng gây nguy hiểm và có thể tước đi thiên chức làm mẹ của nữ giới. Nhằm giúp cho quý vị khán giả chúng ta có thể hiểu rõ hơn về bệnh cũng như là những phương pháp để chúng ta hỗ trợ điều trị và phòng ngừa các bệnh lý về viêm nhiễm phụ khoa ở phái đẹp thì trong chương trình Tiêu dùng 24/7 ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay những vị khách mời. Xin được giới thiệu vị khách mời đầu tiên, Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Lưu Chí Mai, bác sĩ đến từ Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Chào mời Sĩ Kim Yến, chào quý vị khán giả. Vâng, xin được giới thiệu tiếp theo hai vị khách mời, đó là chị Thanh Phạm, giám đốc thị trường tới từ công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xuất nhập khẩu Sen Việt. Chào bạn Kim Yến, chào tất cả các vị khán giả. Và khách mời tiếp theo xin được giới thiệu chị Tuyết Phạm, chuyên gia chăm sóc sức khỏe và làm đẹp vùng kín đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xuất nhập khẩu Sen Việt. Chào MC Kim Yến, xin chào tất cả quý vị khán giả. Vâng, và đầu tiên thì xin được cảm ơn ba vị khách mời đã có mặt trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và quý vị, chúng ta cũng đừng bỏ lỡ bất kỳ những thông tin nào của chương trình, bởi vì những thông tin này sẽ vô cùng hữu ích không chỉ dành riêng cho phái đẹp mà còn cần thiết cho tất cả mọi người. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu buổi trò chuyện ngay sau đây. Câu hỏi đầu tiên chúng tôi xin được dành cho chuyên gia. Thưa chị Mai, chúng ta đều thấy rằng là bệnh viêm nhiễm phụ khoa thì đã rất là phổ biến. Bác sĩ có thể đánh giá như thế nào về nguyên nhân về viêm nhiễm phụ khoa ở phụ nữ bây giờ? Kim Yến và các bạn cũng biết rằng thế này, cái tình trạng viêm nhiễm phụ khoa xảy ra trên phụ nữ ấy, đấy là cái biểu hiện của cái sự ngứa, nóng rát và da dịch, ở đây chúng ta gọi là khí hư đấy, ở tại cái bộ phận kín của phụ nữ. Và cái độ tuổi mắc thì hiện tại là nó đang ngày càng trẻ hóa trong xã hội. Thứ nhất chúng ta kể đến cái phần môi trường, bởi vì vùng kín của phụ nữ là cái nơi mà cái nồng độ độ ẩm ấy, nó rất là cao. Thế nhưng mà các bạn bé không biết mà mặc các loại quần quá chật và các bạn vệ sinh nó không đúng cách ấy. Cái đấy nó cũng dẫn đến một cái tình trạng viêm nhiễm mà đôi khi bố mẹ cũng rất ngạc nhiên là tại sao con mình còn nhỏ mà con nó lại cứ khó chịu, ngứa ngáy hoặc là thậm chí là nó có những cái dịch ra và nó có hôi nữa. Thế thì các bà mẹ cũng luôn luôn liên quan tâm đến các cái bé gái, đặc biệt là trước cái tuổi dậy thì khi mà hormone của các con nó phát triển và cái vùng đó nó cũng tăng cái độ ẩm dần lên thì hướng dẫn cho con cái cách vệ sinh. Vệ sinh đúng cách thì mẹ phải hướng dẫn cho con với các con còn bé. Nhưng tiếp theo đấy là cái nguồn nước. Nguồn nước chúng ta dùng có đủ sạch hay không? Đặc biệt chúng tôi nhấn mạnh là ở những cái vùng mà nó ở cái điều kiện nó thiếu nước này. Thế rồi là nước nó ở những cái ao tù đọng hoặc là những cái vùng nước mà do cái việc xử lý nước không đủ sạch cũng có thể dẫn đến những cái nguyên nhân để mà nó dẫn đến tình trạng viêm nhiễm. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Và nói về các biện pháp phòng tránh cũng như là điều trị về viêm nhiễm phụ khoa thì trên thị trường hiện nay có rất nhiều những sản phẩm về đông y và tây y. Tuy nhiên thì bên cạnh những sản phẩm chất lượng còn nhiều những sản phẩm và các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm chạy đua theo lợi nhuận khiến cho các người tiêu dùng mất niềm tin về mặt hàng này, và là một trong những đơn vị đi đầu trong việc sản xuất và phân phối các mặt hàng chăm sóc sức khỏe dành cho phái đẹp. Thì chị Tuyết nghĩ như thế nào về vấn đề này? Đối với các sản phẩm trên thị trường hiện nay thì ở các mặt hàng khác nhau thì đều tồn tại những cái sản phẩm kém chất lượng, khiến cho người tiêu dùng là hoang mang, rồi gây ra một cái tâm lý là mất niềm tin, và nó ảnh hưởng rất lớn đến cái thị trường, đó là sản phẩm phụ khoa. Tuy nhiên thì xã hội phát triển, công nghệ cùng với các thông tin đại chúng cũng ngày càng phát triển hơn. Vì vậy mà bản thân chị em phụ nữ chúng ta hoàn toàn có thể trở thành những người tiêu dùng thông minh. Thứ nhất là chị em phụ nữ này có thể truy xuất về nguồn gốc sản phẩm, có thể truy xuất về các giấy tờ liên quan đến pháp lý này, rồi các giấy kiểm định về chất lượng của sản phẩm này. Bên cạnh đó thì chị em phụ nữ có thể tìm hiểu sản phẩm thông qua những người tiêu dùng thực tế đã trải nghiệm rồi. Đặc biệt là với chị em phụ nữ chúng ta nên dành một chút thời gian để tìm hiểu cũng như là để học tập thêm những kiến thức về phụ khoa, về vùng kín, để làm sao mình chủ động được trong việc mình chọn lựa những cái sản phẩm có những thành phần nó an toàn nhất, những thành phần nó lành tính nhất. Vâng, có một thực tế thấy rằng là chỉ những sản phẩm đạt chất lượng thì mới giữ được lòng tin của người tiêu dùng và có được chỗ đứng ở trên thị trường. Thì với tư cách là một người đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xuất nhập khẩu Sen Việt thì chị Thanh nghĩ như thế nào về trách nhiệm của các doanh nghiệp trong thị trường cũng như là về vấn đề này?
Thì theo tôi, trong thị trường hiện nay thì có rất nhiều những cái dòng sản phẩm được đưa ra ngoài thị trường. Thì có nhiều dòng như là hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng. Vì vậy là những người tiêu dùng dòng sản phẩm này như là lạc vào một ma trận của hàng hóa, không biết sản phẩm nào là tốt. Chính vì vậy mà công ty Sen Việt cho ra đời hai dòng sản phẩm gieo dưỡng mát xa làng Hạ Cư và viên đặt thiên sứ Hoàn Tân, để hướng tới một tiêu chí của họ là người Việt Nam tiêu dùng hàng Việt Nam. Và tôi vừa thấy chị Thanh có nhắc đến hai sản phẩm, đó là gieo mát xa nàng Hạ Cơ và viên đặt phụ khoa thiên sứ Hoàn Tân. Thì chị Tuyết có thể chia sẻ thêm là hai sản phẩm này có điều gì khác biệt so với cả các sản phẩm khác ở trên thị trường hiện nay? Ngoài cái tác dụng của sản phẩm đó là hỗ trợ điều trị các bệnh lý về phụ khoa, thì hai sản phẩm này nó còn có khả năng phục hồi vùng kín từ bên trong đến làm đẹp ra bên ngoài rất là hiệu quả. Đặc biệt là chị em phụ nữ có thể sử dụng cái sản phẩm này được thường xuyên, liên tục để chăm sóc cho mình được lâu dài mà cái vấn đề về hiệu quả rất là cao. Vâng, còn gì vui hơn khi mà chúng ta chăm sóc không chỉ là về cho phụ nữ mà chúng ta còn nhận lại được những cái phản hồi rất là tốt, đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, viêm nhiễm phụ khoa không còn là căn bệnh xa lạ đối với các chị em phụ nữ. Đối tượng chủ yếu của căn bệnh này không chỉ là những chị em đã lập gia đình, mà ở mọi đối tượng, mọi độ tuổi đều có khả năng mắc phải, ở cấp độ từ nhẹ cho đến nặng. Để giúp quý vị có thêm kiến thức để phòng bệnh, cũng như là có được một giải pháp an toàn, hiệu quả để hỗ trợ điều trị vấn đề này, xin mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xuất khẩu Sen Việt đã mang tới cho người tiêu dùng bộ đôi sản phẩm gel massage nàng Hạ Cơ và viên đặt phụ khoa thiên sứ Hoàn Tân. Công ty Sen Việt trong thời gian tới sẽ xây dựng nhiều kênh khác nhau để giúp cho các chị em phụ nữ chúng ta hiểu rõ hơn về kiến thức phụ khoa hiện nay cũng như tầm quan trọng của phụ khoa đối với chị em phụ nữ chúng ta. Bên cạnh đó, Sen Việt sẽ có những cái chiến thuật, chiến lược là đưa sản phẩm dịch vụ của Sen Việt vào giúp cho các spa. Còn trong những thời gian tiếp nữa, khoảng tầm 5 đến 10 năm tới, thì công ty Sen Việt sẽ với tầm nhìn là giúp cho hàng chục triệu chị em phụ nữ cải thiện về cái giá trị, cải thiện về cái hạnh phúc gia đình của mình. Cũng như là câu slogan của Sen Việt vậy đó, Sen Việt nâng tầm hạnh phúc Việt. Viên đặt phụ khoa Thiên sứ Hoàn Tân là sản phẩm có chiết xuất từ các thành phần thiên nhiên như xà sàng tử, lá nhội, kim ngân hoa, trầu không, ích mẫu, giúp ngăn ngừa sự phát triển của vi sinh vật gây nên bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Đặc biệt, trong đó có các thành phần như axit lactic, alpha glucan, collagen, vitamin E giúp ngăn ngừa oxy hóa, hỗ trợ sự phát triển của lợi khuẩn, tăng cường và duy trì sự tươi trẻ. Sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh viêm nấm âm đạo, viêm lộ tuyến tử cung, viêm cổ tử cung, hỗ trợ điều trị u nang buồng trứng, làm hồng và làm khít âm đạo, tái tạo môi trường âm đạo, kéo dài thời kỳ mãn kinh. Sản phẩm gel massage nàng Hạ Cơ có thành phần nano bạc và tinh dầu tràm trà, chiết xuất trà xanh, trầu không, cam thảo, có hoạt tính kháng khuẩn, khử mùi, giúp tăng cường bảo vệ, làm dịu và ngăn mùi khó chịu ở vùng kín. Hai sản phẩm gel massage nàng Hạ Cơ và viên đặt phụ khoa thiên sứ Hoàn Tân kết hợp cùng nhau trong quá trình hỗ trợ điều trị viêm nấm phụ khoa đạt hiệu quả nhanh chóng và không tái phát trở lại. Trước đây thì tôi có gặp tình trạng về vấn đề phụ khoa, đó là viêm nội tuyến độ 1 và da khí huyết bất thường. Thì tôi có dùng rất nhiều các dòng sản phẩm đông tây y từ bên ngoài thị trường, nhưng tình trạng thì không cải thiện được nhiều. Cho đến khi mà được một người chị giới thiệu về cái bộ đôi sản phẩm Thiên sứ Hoàn Tân và làng Hạ Cơ của công ty Sen Việt, thì tôi quyết định là tôi sẽ sử dụng sản phẩm. Và đến bây giờ là tôi đã sử dụng được 3 hộp sản phẩm cùng với cái dòng gieo dưỡng làng Hạ Cơ hàng ngày. Thì tình trạng vấn đề phụ khoa của tôi đến bây giờ được cải thiện rất là rõ rệt. Thì chính vì sản phẩm, tôi cảm nhận được cái sản phẩm rất là tốt, rất là tuyệt vời, thì đã quyết định là đưa cái dòng sản phẩm này cùng với dịch vụ vào spa của mình để giúp cho tất cả các chị em phụ nữ giống như tôi bây giờ trở lên hạnh phúc và tự tin hơn rất là nhiều. Mình là một chủ spa, khi mà mình kết hợp được cái dòng sản phẩm này, đồng thời trong cái quá trình mình điều trị nám mụn cho các bạn ấy, thì mình luôn luôn là nhắc nhở bản thân mình là phải quan tâm sâu sắc tới cái việc là khách hàng của mình có bị viêm phụ khoa hay không, cộng với những cái quy trình điều trị cho khách hàng của mình, thì mình rất là thành công. Và khách hàng của mình cũng rất là vui và hạnh phúc. Không những thế mà cái việc vợ chồng của khách hàng của mình ấy cũng được cải thiện đi rất là nhiều. Và với những cái giá trị này thì mình lại lan tỏa cái sản phẩm này cũng như là cái công nghệ này cho những cái người bạn của mình, đấy là những chủ spa. Và mình rất là mong muốn rằng có rất nhiều phụ nữ có thể biết tới dòng sản phẩm này, cũng như là có rất nhiều các chị chủ spa, cũng như là các nhóm dinh dưỡng, nhóm yoga biết đến cái công nghệ này để có thể là giúp cho khách hàng của mình được tốt hơn.
để hỗ trợ điều trị hiệu quả và triệt để được căn bệnh này, bên cạnh việc lựa chọn sản phẩm hỗ trợ điều trị phù hợp, chị em nên có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, vệ sinh vùng kín sạch sẽ để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân. Thưa chuyên gia, thì qua phóng sự vừa rồi, chúng ta cũng vừa được theo dõi, thì được biết là sản phẩm gel massage nàng hạ cơ và viên đặt phụ khoa thiên sứ hoàn tân, thì chuyên gia có thể đánh giá như thế nào về thành phần của các sản phẩm này, cũng như là tác dụng của các thành phần này đối với cả việc chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ? Là cái thành phần ở đầu tiên mà chúng tôi nhìn thấy đấy chính là cái xà sàng tử. Xà sàng tử nó là một cái vị thuốc mà y học cổ truyền đã dùng rất lâu rồi. Khi mà chúng ta đã đưa ra sử dụng để dùng các cái viên đặt dùng ngoài thì nó phát huy được hết cái tác dụng phần chống viêm của xà sàng tử. Xà sàng tử nó có một cái tác dụng chống viêm kháng khuẩn. Thế nên là người ta rất hay dùng để dùng trong điều trị các cái vết loét này, hoặc là các cái vết xước, hoặc là đặc biệt là dùng trên chị em ý, thì xà sàng tử nó làm khô để làm giảm cái dịch tiết âm đạo trong những trường hợp viêm nhiễm, và nó có các kháng khuẩn nữa thì nó sẽ làm giảm bớt được cả cái mùi hôi. Tiếp theo đấy là cái lá nhội. Lá nhội này với cái thành phần vượt trội trong những cái kháng khuẩn và kháng viêm. Tiếp theo đấy là đến kim ngân hoa. Kim ngân hoa là một vị thuốc quý bởi vì cái tính kháng viêm của kim ngân hoa rất là cao. Vì nó có cái tính thanh nhiệt và dịu mát nên nó làm giảm được các cái tác dụng nóng rát khi mà chúng ta dùng qua đường niêm mạc. Cái này là một trong những cái tác dụng mà làm hạn chế được những cái cảm giác khó chịu ngứa ngáy mà khi mà phụ nữ chúng ta mắc phải cái bệnh lý viêm đường phụ khoa. Thứ hai là trong cái thành phần này các bạn để một cái nồng độ pH của acid lactic nó rất là phù hợp với cái pH của cái vùng âm đạo. Nó làm cái cân bằng để nó mới chống được cái quá trình là các cái vi khuẩn không lợi nó xâm nhập vào, nó cũng gây viêm, đúng không ạ? Thế rồi là các cái dòng như alpha glucan rồi collagen hay vitamin A, vitamin E. Đấy là những cái thứ mà nó có một cái tính oxy hóa cao, chống oxy hóa cao, chống sinh các cái gốc tự do, làm mềm mại và tươi sáng cái vùng kín, làm se khít. Thế còn đứng về gel massage nàng hạ cơ ạ, trà xanh nó có tác dụng lớn trên những cái tụ cầu, phế cầu cũng như là trực khuẩn mù xanh. Đấy là một trong những cái loại vi khuẩn mà nó gây cái viêm âm đạo nặng nề của phụ nữ. Thì trà xanh của chúng ta kết hợp với tinh dầm tràm trà, nó làm tăng cái khả năng để mà nó kháng khuẩn kháng viêm ở đó, và nó khử mùi rất là tốt. Khi mà chúng ta kết hợp được cái gel này với cả cái viên đặt ấy, nó mới tăng tác dụng được của cả hai cái sản phẩm này. Bởi vì viên đặt chúng ta đặt sâu ở bên trong thì chúng ta còn phải chăm sóc cả ở cái phía bên ngoài. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng rằng những thông tin vừa rồi của các vị khách mời thì đã giúp cho quý vị có thêm được những thông tin, cũng như là giúp cho chúng ta có thể là phòng tránh được những phiền toái mà các vấn đề về viêm nhiễm phụ khoa gây ra, để giúp cho các chị em phụ nữ có thể tự tin chúng ta không chỉ đẹp từ bên ngoài mà chúng ta còn đẹp và khỏe từ bên trong nữa. Một lần nữa thì xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình Tiêu dùng 24/7 tiếp theo.